Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, một tin thật đau lòng. Một linh mục bị lũ cuốn trôi khi đang trên đường đi làm lễ an táng. Cho tới nay, công tác cứu hộ chỉ tìm thấy vật dụng cá nhân, cuốn kinh thánh và chuỗi mân côi cùng giấy tờ cá nhân của cha. Tin tức được đưa bởi trang báo Công giáo.vn. Cụ thể, Giáo hội Áo đang kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho linh mục Augustin Kowalczyk, 60 tuổi, bị nước lũ cuốn trôi vào tối ngày 26 tháng 7. Cha Kowalczyk rời khỏi nhà thờ giáo xứ Neustift ngay sau thánh lễ tối. Điều đặc biệt là vào cuối thánh lễ này, chính quyền địa phương đã trao tặng cha huy hiệu công dân danh dự. Sau thánh lễ, cha lái xe trở về nhà xứ ở giáo xứ Fulmet vì sáng hôm sau có thánh lễ an táng ở đó. Thật không may, trận dông lốc tối hôm ngày 26 tháng 7 đã khiến nước suối dâng cao kèm theo lũ quét, khiến cha mất tích tới nay chưa tìm thấy. Công tác cứu hộ cho tới nay chỉ giúp tìm thấy xe hơi bị dập nát, cùng với cuốn kinh thánh, tràng chuỗi mân côi và giấy tờ cá nhân của cha. Cuộc cứu hộ dưới nước đã tìm thấy một số vật dụng cá nhân của người mất tích, bao gồm tài liệu, danh thiếp và một cuốn kinh thánh. Thị trưởng Fulmet Johan cho biết, chúng tôi phải tính đến điều tồi tệ nhất. Theo cảnh sát, việc tìm kiếm thêm linh mục đã phải dừng lại trong thời điểm hiện tại. Công cuộc tìm kiếm chỉ có thể được tiếp tục sau khi con tàu ngập nước Truex đã nguôi ngoai. Đức Giám mục Giáo phận Innsbruck đã mời gọi các tín hữu trong giáo phận cũng như tín hữu khắp nơi cầu nguyện cho cha Kowalczyk. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho ngài. Một linh mục chết trên đường làm nhiệm vụ là hình ảnh một tử hy sinh vì đoàn chiên, hy sinh phục vụ hết mình. Vào tối Chủ nhật, các buổi cầu nguyện được tổ chức cho cha Augustin Kowalczyk tại tất cả các nhà thờ trong khu vực chăm sóc mục vụ Stubata. Sự đồng cảm của người dân đối với những hoạt động sùng đạo này rất lớn. Các thánh lễ trong ngày cũng tưởng nhớ linh mục, người đã làm việc tại Stubata từ mùa thu năm 2019. Giám mục Hermann Gretler cũng đăng lời cầu nguyện trên Instagram và viết: "Linh mục Augustin ở đâu? Câu hỏi này khiến tôi cảm động. Tôi chia sẻ nỗi đau với những người ở Stubata và tất cả Tyrol, chân thành cảm thông, an ủi từ Chúa. Có lẽ linh mục đã chết trong một trận lở đất kinh hoàng. Không có gì chắc chắn. Cảm ơn vì lời cầu nguyện." Kể từ bây giờ, lần chuỗi mân côi diễn ra hàng ngày lúc 7 giờ tối trong nhà thờ giáo xứ Fulmet sẽ được cầu nguyện cho cha Augustin Kowalczyk. Trước hoàn cảnh bi đát, lễ hội tiểu đoàn xuống trường lẽ ra phải diễn ra ở Fulmet vào Chủ nhật đã bị hủy bỏ. Tất cả các sự kiện khác ở Fulmet và Stelfest, bao gồm cả các buổi biểu diễn nhà hát trên sân khấu ngoài trời, cũng đã bị hủy bỏ trong tuần này. Xin cộng đoàn cùng cầu nguyện cho cha Augustin được bình an. Nguyện xin Chúa gìn giữ các linh mục của ngài khỏi mọi sự dữ. Kính thưa cộng đoàn, tại các tỉnh phía Bắc nước ta cũng đang chịu thiệt hại nặng nề do hậu quả của cơn bão số 3. Nhiều nơi bị sạt lở khiến nhiều người tử vong và mất tích. Đặc biệt, vụ sập cầu Phong Châu tại Phú Thọ khiến nhiều người bị trôi theo dòng lũ, trong đó có một nữ tu trẻ thuộc dòng mến Thánh Giá Hưng Hóa. Xin cộng đoàn cùng cầu nguyện cho Sơ và các nạn nhân sớm được tìm thấy. Bão số 3 là cơn bão lịch sử có sức càn quét kinh hoàng khi đổ bộ vào Việt Nam. Đây là một cơn bão nhiệt đới cực mạnh, được ghi nhận là một trong những cơn bão lớn nhất trên Biển Đông trong nhiều thập niên qua. Với sức gió cực đại, Iagi được xếp vào loại siêu bão. Đây cũng là cơn bão có tốc độ tăng cấp nhanh nhất trong lịch sử các cơn bão hoạt động trên Biển Đông, với diễn biến phức tạp và hiếm gặp, gây khó khăn cho công tác dự báo và ứng phó. Trong những ngày qua, từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 9 năm 2024, cơn bão số 3 Iagi đã đổ bộ và tàn phá dữ dội một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, để lại hậu quả nặng nề về cả con người và tài sản. Những cơn gió mạnh mẽ và mưa lớn không chỉ cuốn trôi nhà cửa, hoa màu mà còn cướp đi sinh mạng của nhiều người, khiến nhiều người bị thương và mất tích. Trong số những nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có các anh chị em giáo dân thuộc nhiều giáo xứ trong giáo tỉnh Hà Nội chịu tổn thất nặng nề về cả vật chất và tinh thần. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão, mực nước tại các con sông lớn như sông Hồng, sông Lô, sông Cầu đang tiếp tục dâng cao, gây ra nguy cơ ngập lụt và sạt lở trên diện rộng tại nhiều địa phương trong giáo phận Hương Hóa, đặc biệt tại các tỉnh vùng cao Tây Bắc như Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang.
Tình trạng ngập lụt, sạt lở và lũ ống lũ quét diễn ra nghiêm trọng, làm gián đoạn giao thông và cô lập nhiều khu vực dân cư. Các tuyến đường bị chia cắt khiến việc tiếp cận cứu trợ gặp nhiều khó khăn, nhiều hộ gia đình lâm vào tình trạng nguy cấp do nước lũ cô lập. Ngoài ra, tại các tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình và cả một phần Hà Nội, mực nước sông tiếp tục dâng cao, gây ngập úng, đe dọa các khu vực đông dân cư và gây thiệt hại lớn về tài sản. Hệ thống điện nước và thông tin liên lạc ở nhiều nơi đã bị gián đoạn, càng làm tăng thêm sự khó khăn cho người dân trong việc ứng phó với hậu quả do cơn bão để lại. Cơn bão Iagi không chỉ là một thử thách khắc nghiệt của thiên tai mà còn là lời kêu gọi tinh thần yêu thương và sẻ chia từ cộng đồng. Xin mọi người hiệp thông trong lời cầu nguyện, đồng cảm với những khó khăn và đau khổ mà biết bao người đang phải đối diện. Mong rằng các hoạt động cứu trợ khẩn cấp cùng các chương trình từ thiện của các tổ chức và đoàn thể sẽ chung tay hỗ trợ, kịp thời giúp đỡ những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.